Em chào các bác nhá. Này em có cái con mâm xoay. Đấy thì em review cho bác xem. Bác nào có nhu cầu con mâm này thì liên hệ em 0938 312 207. Đấy thì em đang cho nó vệ sinh. Thì cái này có sao thì em quay vậy cho bác xem. Đấy thì nó đây ha. Có cái rẻ nào lau đi không á? Lấy cái rẻ lau ạ. Mình lau xương xương tí ạ. Lau xương xương tí cho cầm tay nó sạch. Đó, ở đây cái vạch ha. Bác cứ quay thoải mái bác. Đấy, thì ở đây là mâm chia, còn chia đến chỗ nào thì mình khóa lại để mình làm. Các bác ha. Thì hai bên đều là có vạch độ hết nhá. Giờ bác dừng lại đi. Rồi, bác lau giùm em cái chỗ này. Lau đi. Đấy, lau là thấy nó có vạch độ ha. Thì đấy thì còn nguyên trạng nên là em chưa có lau gì ha. Nếu mà lau thì các bác về các bác dọn dẹp giùm em. Đấy, em chỉ lau sơ sơ để nó quay được thôi. Đấy. À, bác lau cho cái vạch số bên này coi. Lau vạch số này. Vạch số ha. Đây, lau cái tên tuổi Kitagawa nhá. Kitagawa của Nhật nhá. Mâm cặp này 400 nhá. Cái mã của nó là Type 400. Đấy. Thì 400. Đây, nguyên bản đó ha. Bác nào sở hữu con này thì liên hệ em nhé. Em bán con này giá nới cho anh em 5.500.000 đồng. Đây ha. 400. Đấy. Bề mặt bàn rất là mới à. Đẹp. Đây là em chưa có lau chùi dọn dẹp ha. Đấy. Đây này, kể cả dọc này, này sơn vẫn còn mới hết này. Bác lau thử cái nước sơn trong này xem nó còn lau trong hết, lau trong cái máng á. Máng trượt không, cứ lấy cái rẻ này lau cũng được. Trong thì còn mới to nữa. Nó còn rất mới à, lau lau dọc dọc thôi. Quét cho đường cho nó sạch sẽ lên màn hình. Lau này lấy ấy ra chứ cho nó bớt đi chứ còn dễ leo lên nổi. Cho mượn cái chổi cọ ấy. Em làm thử đấy. Có quét dầu cho bớt đi. Quét dầu á. Đấy. Mới tôn rồi quá ha. Anh lấy cái rẻ lau rồi á. Lau rồi. Rồi, đẹp luôn. Đấy, em chỉ có sơ sơ vài đường thôi là thấy nó khác ha. Con này em bán 5.500.000 nhá. À, nó keng xe beng ha bác. Đây nhá, cái này là khóa mở nhá này. Khóa. Đấy. À, còn mâm cặp đây nữa cũng thế.
mâm cặp này cũng mới xuống xong. Bác nhấc cho em cái mâm cặp này để lên trên này các bác. Để lên trên luôn. Đấy, con mâm này thì em đang bán với giá là 3 triệu nhá. Mâm này là mâm 3 chấu thường. Nội dung thì để em trà thử ra có đẹp không. Bác trà thử nhé. Trà ra sáng lắm các bạn. Bác lau thử chỗ đó coi. Nói chung là láng là đẹp đấy. Con này em bán giá 3 triệu nhá. Đây. Trên này nó có một cái lớp đất. Cậy cái này đi à. Cậy lớp đất này đi à, đi ha. Đấy. Anh xoay một vòng. Đây ha. Đây nhá, mấy cái me này. Mấy cái me này nó còn này. Chỉ là mấy cái me nó còn bén nhá. Đấy thì con mâm này em bán 3 triệu nhá. Số lượng bao nhiêu cũng có hàng nhá. Em đang còn rất là nhiều hàng này. Đấy, tại em về còn một sọt nữa, khoảng 2-3 tấn nữa. Nên là các bác yên tâm. Bác nào làm cái này thì liên hệ em 0938 312 207. Rồi. Đây, con bơm hơi này. Hitachi bé con. Con này hai ngựa nhé, em bán giá 7 triệu. Bác nào làm thì liên hệ với em 0938 312 207. Nói chung là zin từ đầu đến đuôi. Còn mấy cái mà nước sơn ở trên này thì các bác yên tâm nhé, lau quá nó sạch à. Đây. Mấy cái này lau sạch dễ à. Lau là sáng lắm. Đấy, còn đầu nước thì ok ha. Nước này lau được hết nha. Lau ra nó sáng đẹp không? Hitachi. Giá con này em bán 7 triệu nhá, cho con hai ngựa này nhá. Đây, con tiện này em bán giá 32 triệu nhá. Bác nào làm liên hệ em này. 0938 312 207. Rồi, em cảm ơn các bác đã quan tâm tới video của em. Em cảm ơn các bác nhiều. Bác nào xem kênh like cho em một like để coi như động viên em nhé. Em cảm ơn các bác. Yeah.